Chào mừng các bạn quay lại với channel của Thái Thao Yes. Hôm nay mình sẽ chia sẻ về đơn hàng hợp tác giữa Thái Thao Yes và Siêu Gym. Các bạn cũng biết sự độ nổi tiếng của Siêu Gym đúng không ạ? Thì hôm nay thì mình sẽ chia sẻ về cái đơn hàng cũng như là công trình mà mình đã gây dựng cũng như là cùng hỗ trợ với Siêu Gym. Thì thật sự á, mình rất là nể Thái Thao Yes, rất là nể Siêu Gym ở ba cái khâu mà tạo hình sản phẩm là thứ nhất nè. Thứ hai là lắng nghe ý kiến của PT. Thứ ba là kiểm thử sản phẩm. Đó, để tạo ra một sản phẩm ưng ý nhất. Thật sự Thái Thao Yes rất là nể và yếu trong cái khâu mà thiết kế sản phẩm. Đó, nên thật sự Thái Thao Yes chỉ mạnh về cái khâu mà sản xuất. Thì mình sẽ chia sẻ về cái góc nhìn. Một sản phẩm PT thì gồm có 3 điểm nhấn ha. Các bạn đầu tiên là cái phong dáng ha. Anh chị rất là để ý về phong dáng ha. Thì Siêu Gym rất là chú tâm vào vấn đề này, nên phong dáng của mình là phải ôm ngực ha. Các bạn để ý là mình phải ôm ngực. Đó để tạo cái độ nét nhất của ngực cho PT. Và thứ hai á là độ bền của sản phẩm, các bạn để ý ha. Đây, độ bền của sản phẩm mình theo nhất sẽ may 3 line ha. Để tăng độ bền lên gấp 3 lần cho cái sản phẩm của mình. Và thứ hai á là cái bên hông này thoáng khí ha. Đó là Siêu Gym rất để ý để thoáng khí cái mồ hôi bên đây mà không bị ố nách nha. Đây là phần quan trọng. Thật sự thì mình chia sẻ đây không phải là áo đơn giản mà nằm ở chỗ là một sản phẩm trí tuệ. Thật sự mình rất là quý và hẹn các bạn ở đơn hàng thành công cho công việc của mình.